kiếm bạn gái như thế nào? Bạn nữ cao khoảng 1m57 trở lên, da da trắng, không có đen lắm. Cái da đen này cũng đen đen có ấn tượng chứ, cá tính chứ. Em đã đen rồi mà bạn gái còn đen nữa à? Đi giống đen hả? Có gì nữa không bạn? Ăn mặc không thở hang quá, thở khoảng 40% có nhiều quá anh, quá nhiều. Ta thở có 20 cũng là thở 40 gần như mặc quần không mặc áo. Cát Tường và Quỳnh Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với sự đồng hành của nhãn hàng Manhair, viên uống ngăn ngừa rụng tóc. Và kính thưa quý vị, chúng ta lại cứ gặp nhau để xem hành trình của các tâm hồn đang cô đơn, họ tìm kiếm một nửa của mình như thế nào. Và ngày hôm nay trên sân khấu của Bạn Muốn Hẹn Hò, chúng ta sẽ gặp gỡ hai cặp đôi. Và bây giờ chúng ta đến với cặp đôi đầu tiên. Hạ Mạng. Bạn Nam. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn ngồi. Đầu tiên mình giới thiệu về mình đi bạn. Mình tên là Đông Hồ, năm nay mình 26 tuổi. Mình quê ở Kiên Giang, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình là nhân viên ngân hàng. Ủa đó bạn Nam, cụ thể là giờ bạn làm cái công việc gì, bạn nói rõ lại tôi nghe coi. Công việc chính của mình là đi tìm khách hàng, rồi cho khách hàng vay, rồi huy động. Bạn nữ. Dạ, em tên là Mỹ Hằng, hiện em đang là giáo viên ngữ văn ở giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức. Quê em ở Sài Gòn, Thủ Đức luôn chị. Mình bao nhiêu tuổi bạn? Năm nay em 25 tuổi ạ. Cô dạy ngữ văn nữa, ăn nói lại duyên dáng, dễ thương nữa, mà làm sao mà phải nhờ tới chương trình? Tại vì đa phần cái tính chất công việc của em là em dạy từ sáng cho đến tối á. Nhiều khi một tuần mới được nghỉ một ngày á, cho nên nhiều khi cũng lười đi chơi. Dạ. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì em? Dạ, điểm mạnh của em là em nói rất là to. Em rất là nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình. Em cũng biết nấu ăn và biết làm một số những loại bánh. Còn điểm yếu của em thì có lẽ là đôi khi em hơi nóng tính. Dạ, đôi khi là cũng lười dọn dẹp một tí á. Dạ, nhiều khi phòng một tuần mới dọn một lần. Dạ, thầy giáo cũng hơi bề bộn dữ ha. Bạn trai có nguyện tình nguyện gì dọn phòng phụ không? Dạ, không sao đâu chị. Từng dọn lần chứ em tới 1 tháng mới dọn lần mà. Hai cái này hợp nè. Dạ. Thôi, có bao nhiêu mối tình rồi? Hai người để nhớ. Còn mà gâu ghia lẻ tẻ thì chắc cũng nhiều. Ủa có gâu ghia nữa hả? Dạ thì là giống như không chính thức á anh. Ưu điểm khuyết điểm của bạn sao? Ưu điểm của em á là người miền Tây mà giống anh Linh nên là thật thà, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Thật thà lắm. Dễ chịu. Mọi người gặp em thì có thể nói chuyện thoải mái, em dễ tính. Ủa, dạ. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm thì hay sự sự cảm tính. Em mà không thích cái việc gì đó mà đừng có ép em, có ép em cũng không có làm. Chắc là ít quan tâm người khác, với em cũng giống bạn nữ bên kia, lười yêu. Đàn ông mà ít quan tâm với người khác thì cái này là nó hơi nặng chứ không phải là điểm. Dạ, đúng rồi, mình có bạn gái mình phải quan tâm đến bạn gái chứ. Bây giờ muốn có người yêu rồi lâu dài phải là tập cái thói quan tâm đến người khác. Dạ. Rồi bây giờ em muốn kiếm bạn gái như thế nào? Bạn nữ cao khoảng 1m57 trở lên, da sáng, không có đen lắm. Cái da đen thì cũng ngâm đen đen rồi, có ấn tượng chứ, cá tính chứ. Em đã đen rồi mà bạn gái còn đen nữa à, đi giống hàng hàng. Rồi gì nữa không bạn? Ăn mặc không hở hang quá, hở khoảng 40%. Trời ơi. Có nhiều quá anh. Vậy thì quá nhiều. Quá nhiều. Ta hở có 20 cũng dạ. Bạn hở 40 gần như mặc quần không mặc áo rồi. Tăng lên chút thì hở 20 thôi anh. Thôi trời dạ. Ơi. Trời ơi, phóng khoáng quá ha. Lần đầu tiên mới thấy bạn trai phóng khoáng vậy luôn. Dạ, với lại là bạn nữ đó là sẽ không có xe xua đua đòi. Nhưng mà nãy mình nghe bạn giới thiệu thì mình thấy bạn cũng gần giống như cái hình mẫu bạn gái mà mình mong muốn rồi đó. Bạn quê ở miền Tây vậy chắc bạn cũng có một tí xíu lãng mạn ha. Chắc là không được lãng mạn mấy. Thôi thí dụ giờ quá mất là lãng nhách à. Bây giờ mình tưởng tượng cái đi. Bạn trai bên đây là tới ngày sinh nhật bạn gái, bạn nghĩ coi cách nào tổ chức cho nó lãng mạn chút xíu thử coi. Chắc là hôm đó sẽ mình đi làm về sớm. Nếu mà quen thân rồi có thể là tổ chức yêu rồi đó, yêu rồi đó. Yêu luôn hả? Ừ. Dạ nếu vậy thì em sẽ tổ chức sinh nhật cho bạn tại nơi em ở, rồi chuẩn bị cái gì kỳ vậy? Có lãng mạn không? Dạ không, em chưa nói hết mà anh. Thứ nhất là phải có bánh kem, rồi chuẩn bị nến, thật là nhiều nến để chỗ em ở view cũng lý tưởng, nhìn qua Bitexco. Dạ. Ủa em ở với ai? Dạ em ở nhà trọ dưới chân Bitexco. Dạ thì em nói view Bitexco rồi chứ em đâu nói ở gần Bitexco. Em ở với ai? Dạ em ở với bạn cùng học đại học đại chị ơi. Ủa rồi em tổ chức cái đó rồi bạn em nó ăn sinh nhật chung luôn hả ba? Dạ. Đứa à? Đâu sao đâu chị, tại thường bữa nó cũng đuổi em đi hoài à. À là bữa đó em đuổi nó đi hả? Dạ bữa đó em đuổi nó đi.
Em thấy về lãng mạn chưa em? Dạ chưa. Thấy chưa? Dạ, dạ em thích mẫu người bạn trai sao nè em? À, thứ nhất là phải cao hơn em, mét 68 hoặc là mét 7 gì đó. Rồi. Dạ, em thích da đùm đen quá, cao to. Cao có, to coi lợ. Gì nữa em? À, em thích bạn nam mặc đồ sáng một tí. Ví dụ như là mặc cũng phải cỡ như là áo xanh hoặc là áo màu đỏ bạc đô chẳng hạn vậy. Xanh lẹ luôn. À, là nổi chứ phải. À, dạ dạ. Dùng từ ra sáng là màu trắng màu thì kia mới gọi là sáng. Rồi có điều gì bạn không thích ở bạn nam không? Tính gia trưởng, độc đoán, tay chắc không có đâu. Dạ đúng rồi anh à. Dạ chào chị. Cũng bự mà. Bự à, chào bá lửa luôn à. Cao nhiêu? Dạ cao 1m76. Trời ơi, có ăn gian không? Đứng lên coi đâu mà dữ vậy. Dạ nãy giờ ai cũng hỏi mà thiệt chị ơi. Tay giống công tử Bạc Liêu ghê ha. Dạ tại lâu ghi hình nên vậy á chị. À cái bình thường tài lỗi không hả? Dạ không có. Nay nó là công tử Bạc Liêu chứ thường ngày nó công tử bạc bẽo. Chị ơi hỏi giùm em cái, hồi nãy anh nói lười yêu á, vậy là ví dụ như mà mấy ngày mà đi chơi á, anh có thể đến nhà chở em đi được không chị? Đàn ông thì đương nhiên là khi mà mình quen phụ nữ thì mình phải là người chủ động rồi bạn. Đúng rồi. Còn đi chơi thì mình phải qua chở bạn thôi. Em không thích thì em không đi, chứ còn mà em thích là em nhiệt tình lắm. Ờ, cái đó là phải gọi là lười yêu mà, tại chưa trúng đối tượng, đúng không? Dân miền Tây mà chơi xa láng luôn, sáng xa gì sớm. Sáng gì sớm. Ừ, lo gì. Ồ, cao ráo đẹp trai lắm à. Kiên Giang mà. Xem sao, ồ. Trời em. Dạ. Ví dụ như đàn trai đặt cái chuyện làm dâu, em có sợ không? Theo chồng về Kiên Giang ở lập nghiệp với đó luôn, em chịu không? Dạ không, gia đình em ở đây rồi, nói chung mọi người, người thân đều ở đây và em cũng lập nghiệp ở đây nữa thì... Nói về thôi chứ đẻ đứa hai đứa theo đâu không theo. Em có đi với ai không? Dạ hôm nay em đi 500 anh em ngồi dưới anh. 500 anh em dạ. Hả? Wow. Trời ơi. À, mình là Minh, là đồng nghiệp quản lý trực tiếp của bạn Đông Hồ. Minh làm việc với Hồ cũng một thời gian cũng khá dài. Thì cái vấn đề là Hồ là một chàng trai tốt, chỉ yếu là có đen chút xíu thôi. Chứ còn phần còn lại là mình nghĩ là ok. Là một người đàn ông chuẩn man, bạn gái yên tâm với vấn đề này. Bên đàn gái thì cũng rất là dễ thương. Anh nghĩ nó sẽ phù hợp với em. Đàn gái mình bên đây có đi với ai không? Dạ, em đi với mẹ em. Mẹ thì mẹ thấy bạn này thì nói chung rằng là rất được. Cái mẫu mực thì tốt rồi. Cho cô hỏi con ở Kiên Giang, gia đình anh chị em có đông không? Dạ, nhà con thì có 5 người. Con có tổng cộng là 3 anh em. Con thứ hai con cả. Rồi, thì mẹ thấy rằng là tốt đó con. Không có gia trưởng. Dạ. Là cái điều đó là tôi rất mừng. Sống thì tôi thấy sống là còn thiếu một chút nữa là không có quan tâm mấy. Nói chung rằng là không phải là không quan tâm, nhưng mà từ cái chỗ không quan tâm thì học hỏi từ từ nó sẽ tới thôi. Nếu con là... con rể của bác, con hứa là sẽ thay đổi bản thân mình, yêu thương, quan tâm và chăm sóc bạn một cách tốt nhất của con. Thì con sẽ đối xử với gia đình bên mình giống như là ba mẹ của con, sẽ không có phân biệt giữa ba mẹ vợ hay là ba mẹ ruột. Rồi, cô bác cảm ơn con. Bác mừng. Coi như là tán thành hết rồi đó. Giờ ăn thua là cái nhìn đầu tiên. Kéo màn, hai trẻ gặp mặt có tình hình sao? Rồi. Kéo màn. Chào bạn, anh có món quà tặng cho em. À, dạ em cảm ơn anh. Thì anh cũng sẽ có một số cái quan điểm của mình muốn trao đổi với em. Cái thứ nhất là về cái chi tiêu tài chính của mình á, thì bây giờ anh sẽ có 10 thì anh chỉ xài khoảng 5, 6, 7. Còn lại thì để sau này lo cho tương lai. Thì em có tự ý về chuyện đó không? Em có tháng có 10 triệu, em xài 7 triệu, em đưa người ta có 3 triệu, nó lo con cái nhà cửa sao đủ. Dạ không phải, cái đó là em thí dụ thôi chứ không phải là nói là em xài thí dụ. Trước khi mà tính đến hôn nhân thì cái phần đó để dành là đúng rồi. Nhưng mà nếu như mà là cưới nhau rồi thì em nghĩ thì chắc có lẽ là chi tiêu thì em có thể quản lý được không? Em có khắt khe quá về cái tiền chi tiêu của anh không? Thì ví dụ như anh 10 thì em 8, anh 2. Tại vì còn có rất là nhiều thứ cần phải lo cho gia đình. Dạ. Đâu, nếu đủ để đảm bảo những nhu cầu thiết yếu thì cũng ok. Dạ, vậy thì anh có ý định là lập nghiệp ở Sài Gòn luôn không? Ý định của anh là lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì nếu mà lập nghiệp ở Sài Gòn thì anh có ý định là sẽ mua nhà hay gì không? Dạ có chứ, đang phấn đấu cho tương lai để mua nhà mà. Thì hiện tại là công việc với thời gian của anh thì nó hầu như là nó hơi bị kính lịch. Là sáng thì khoảng 7 mấy 8 giờ anh ra khỏi nhà. Và dạ. Tới khoảng 9 giờ tối đi học
buổi tối nữa. Tại vì công việc của em thì cũng đi từ sáng đến tối đó, cho nên thì em rất là hiểu cái tính chất công việc của anh. Hiểu. Thì anh sẽ sắp xếp lại cái thời gian của mình, sẽ dành thời gian cho em. Chỉ có điều mỗi lần gặp thì phải chất lượng. Vui hết cỡ. Dạ. Chia sẻ hết những gì mà ví dụ như trong một tuần hoặc là trong một tháng đó là mình có những cái bức xúc hoặc là có những cái vấn đề gì mà về công việc hoặc là cái gì đó thì mình có thể chia sẻ hết với nhau. Cái đó em yên tâm. Vậy là giờ hiện anh đang ở gần chỗ quận nhất đúng không ạ? Anh ở đúng rồi, anh ở quận 7, cầu Kinh Tẻ. Buổi gặp gỡ đầu tiên nè, hát bằng một bài hát gì đó tỏ tình với cổ quá. Hồi nãy anh hỏi em ưu điểm, em chưa có nói là em không biết hát anh. Bây giờ hát hay là chuyện bình thường, hát làm luôn. Đừng cười nha quý vị. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Rồi hát là chị. Làm chị. Hát hay mà. Bài này ai cũng hát hay chứ, chỉ có mình em hát chưa hay. Dạ. Chưa hay chứ không phải là dở. Dạ. Dài bữa tập không, có hay. Cố gắng, mình ghi nhận. Dạ. Có cố gắng. Thì nên em cũng gửi tặng anh một và bốn câu thơ của Xuân Quỳnh. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau. Đúng rồi. Nếu biển không có sóng, đâu thể biết biển dạt dào. Nếu chiều không hò hẹn, đâu thấy lòng nôn nao. Dạ, thật ra là nãy giờ em đi cận đó. Nãy giờ chưa thấy mặt anh luôn á. Nãy giờ nhìn chưa rõ anh, giờ nhìn rõ mới quyết định hả? Nãy giờ chưa thấy gì luôn á. Trời, đeo kiến vô nhìn xinh hơn nữa đó. Bây giờ mình tỏ tình một câu nào nó nghe nó nhẹ nhàng, lãng mạn chút đi. Em đứng lên đi. Dạ vậy thôi, để em đứng lên. Dạ vậy em có cần đứng dậy không? Chắc là em đứng dậy luôn đi. Anh cầm tay em được không? Để tạo niềm tin nữa mà. Bắt đầu nha. Trời đất ơi, gì vậy? Có thể hôm nay anh không phải là giống như đáp ứng hết tất cả các yêu cầu của em. Nhưng mà anh tin khi mà em quen anh thì anh thứ nhất là anh có sức khỏe, thứ hai có trí tuệ, thứ ba là anh có sự nỗ lực phấn đấu của bản thân mình. Thì anh sẽ đem đến cho em những điều tốt đẹp nhất của anh. Trời ơi, thích quá. Lần đầu tiên tôi nghe một anh mà giới thiệu về bản thân, trời lãng mạn. Anh có sức khỏe, tôi khoái với câu đó đó. Nói chung thì cũng bất ngờ khi mà anh có những cái lời như vậy nói với em. Xét nó đánh cái đùng rồi đó. Đúng rồi đó hả em? Đúng rồi đó hả? Khó rồi đấy. Xém trúng rồi đấy. Dạ. Đúng rồi. Rồi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Để tay mình nút bấm đi các bạn. Ủa tôi chưa có đếm gì trơn mà cô. 3, 2, 1. Bấm gì liên tục vậy? Hai người nắm tay cái đi. Bây giờ thực sự mình đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Rồi đây, mình có thể dẫn bạn gái đi xem phim. Rồi, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Áp dụng trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi. Xin chào anh Huyền Linh và Cát Tường. Đáng lẽ tôi bắt cổng xuống là tại anh có sức khỏe mà. Nhân của em là kéo dài được 9 tháng chị. Hơi tính xíu, về hay quá thì em không có chịu. Em là vui vẻ, hòa đồng và giải thích với mọi người. Không phải là người vô tăng là được. Em không biết nhậu. Mời nhà trai. Rồi, mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ là bạn trai với bạn gái đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta sẽ giới thiệu về nhau, hai bên cùng gọi là cảm nhận về nhau trước ha. Dạ. Mời bạn trai. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân. Chào em. Và chào bạn gái bên kia. Em tên là Tô Cấm Hiệp. Dạ. Em nhiêu tuổi rồi Hiệp? Dạ, hiện tại là em 32. Em qua là ở Bạc Liêu, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại là em đang kinh doanh. Tên là gì? Tô Cẩm Hiệp. Tô Cẩm Hiệp hả? Dạ. Thường nó Tô Cẩm Hồng chứ. Tô Cẩm Hiệp. Tô Cẩm Hiệp nha. Cẩm nha. Tô Cẩm Hiệp, 32 tuổi, làm nghề kinh doanh. Còn em? Dạ. Xin chào chị Hồng Vân. Anh chào anh Quyền Linh. Chào quý vị khán giả. Chào bạn trai bên kia. Em tên là Đào Thị Hồng Hiếu. Tâm giấy em là sinh năm 90 nhưng mà tuổi thiệt em là 89. Hiện em là nhân viên y tế cho một công ty Đài Loan ạ. Tức là em là y tá
Em học y sĩ. À, học y sĩ. Tức là thua bác sĩ một cấp thôi đó. Dạ, đúng rồi ạ. Em trai là kinh doanh cái gì vậy? Ừ, đúng rồi đó, đang tính hỏi nha. Hiện tại là em đang kinh doanh bên nhà nghỉ. Nhà nghỉ hả? Dạ. Vậy khỏe rồi. Có chỗ nghỉ em rồi. Em ơi, em chút xíu cho anh Linh số điện thoại nha. Dạ. Nhà nghỉ ở đâu vậy? Dạ, ở gần bến xe miền Tây anh. Bến xe miền Tây, anh hay đi về miền Tây lắm. Dạ. Hy vọng hôm nào mà kẹt xe ghé nhà nghỉ, nghỉ một bữa. Dạ, được anh. Thôi. Vậy là hai bạn này á Linh mà hả? Nếu mà có bấm nút á thì cái chuyện hẹn hò nó cũng đơn giản quá hả Linh á? Đúng rồi, đơn giản thôi. Dạ nó cũng gần á cô. Gần mà lại đơn giản nữa, không phải như, đi công viên. Là hẹn bất nhau cỏ ở nhà nghỉ. Ủa, không cần sao, đi công ta nghĩ kỳ quá, rồi. Nó không có nhà nghỉ là nhà của anh mà. Đúng không? Em nói cho anh Linh với lại mọi người biết là cái điểm mạnh và điểm yếu của em đi. Ưu điểm của em là hòa đồng, có trách nhiệm với công việc, với gia đình. Khuyết điểm của em là hơi chịu tính xíu. Chung em mà hơi bề hài quá thì em hơi khó chịu. Thì bởi vì em là y sĩ mà, đó là cái tính chất nghề nghiệp. Dạ. Cần phải sạch sẽ và kỹ tính, gọn gàng đúng không? Dạ. Bạn trai ơi. Dạ. Còn bạn thì sao? Dạ em là vui vẻ, hòa đồng và dễ tiếp xúc với mọi người. Còn mà nhược điểm của em á là nói nhiều. Nói nhiều hả? Nói nhiều hả? Nói nhiều đến mức nào? Giống như là chuyện nào vui thì em nói tới hoài. Không vậy vui mà, có gì đâu. Vui mà có lầy không anh? Cũng hơi xui em. Hai bạn nói về tình trường của mình đi. Dạ, em thì trải qua một mối tình kéo dài được 2 năm mấy. Tại vì hai người đi chung một đoạn đường á, mình cảm giác cái đoạn đường đó không phù hợp để hai người đi tiếp. Nên phải dừng lại. Dừng lại, dạ. Bao lâu rồi em? Dạ, khoảng 1 năm rưỡi rồi. 1 năm rưỡi? Dạ. Bạn trai sao nè? Dạ em cũng trải qua một mối tình. Là nó kéo dài bao lâu? Dạ, cái quan hệ nó khăng khít tới cỡ nào? Dạ cuộc hôn nhân của em là kéo dài được 9 tháng chị. Ủa tức là cái đó không phải là mối tình mà đó là cuộc hôn nhân rồi hả? Dạ. Là 9 tháng sau đó chia tay? Dạ. Ủa em là mối tình hay là lấy nhau rồi? Dạ lấy nhau rồi. Trời đất ơi, lấy rồi hả? Dạ em đã ly dị. Ly dị chưa? Ly dị rồi. Có giấy tờ không? Dạ có. Rồi nãy em tưởng đâu là mối tình. Có cháu nào chưa? Dạ chưa. Quen nhau bao nhiêu năm mà lấy nhau mới 9 tháng à chứ? Tụi em thì quen nhau chỉ trong vòng có 3 tháng à. Trời ơi. Rồi lấy nhau rồi 9 tháng sau bỏ. Dạ tại vì không cùng quan điểm là tại vì vợ em thì không chịu lên thành phố này sống. Ừ. Ta kêu em thì về quê lập nghiệp. Em thì tại vì em lập nghiệp ở trên đây. À em có nhà nghỉ rồi về gì đúng không? Dạ. Em có e ngại về cái chuyện đó không? Dạ không chị, chủ yếu là cái người đó tính tình như thế nào thôi. Em có điểm mạnh điểm yếu gì không? Điểm mạnh của em là em chỉ là như là nấu ăn, kinh doanh, có tính cầu tiến. À, tính cầu tiến là tốt nhất đó nha. Dạ. Nhớ rằng ông phải có tính cầu tiến để có thể sau này mình có sự nghiệp, mình lo cho gia đình ha. Dạ đúng rồi. Bây giờ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào hả Hiệp? Bạn nữ cao cho 1m55, biết nấu ăn. Gái ai cũng biết nấu ăn cũng đều ngon hay không thôi. Cái hình mẫu lý tưởng của em. Em đặt kỳ vọng gì ở cái người bạn trai? Em thích cái người bạn bề ngoài có nét thư sinh xíu, biết chăm sóc, quan tâm, không phải là người vô tâm là được. Phải biết nhậu, phải biết nhậu. Ồ, phải biết nhậu nha bạn ơi, bạn biết nhậu không? Em không biết nhậu. Không biết nhậu hả? Vậy không biết mà tập nhậu được không? Không, nói chung là không biết nhậu được cũng không phải, mà chỉ uống được một lon là thỉnh rồi. Vậy đó hả? Tức là nhậu để hai đứa cùng nhậu? Dạ. Hay là phải đi nhậu với người khác? Dạ không, tại vì gia đình bên ngoài em đó là tủ gỗ lượng gỗ rất là cao. Sợ về làm gãm được. Trời đất ơi, người ta đi kiếm chồng, ta mong rằng chồng không có nhậu. Tự nhiên đi kiếm chồng mà chồng phải biết nhậu. Biết nhậu nhưng mà phải nhậu có lúc chứ không phải là biết trời nhậu rồi. Trời ơi, biết nhậu rồi từ từ nó ghiền xong rồi nó vô nó lầy luôn em ơi. Dạ. Rồi nhậu rồi ghét ghiền rồi sao em? Thì đó, xì xào vậy thôi. Rồi lúc đó là em nói là anh nhậu quá em bỏ anh để là chết nữa. Vậy đâu có đâu. Ta chỉ coi bên coi bên đàn trai đáp ứng đi. Được nhu cầu của em hay không. Sao quản lý nhà nghỉ mà dân có muốn vô nhà nghỉ không? Ủa Linh ơi, ủa Linh thích vậy lắm hả? Ừ gần nhà nghỉ Linh nghỉ à. Vậy giá hả? Giá nhiêu phòng cưng? Trời anh là ở miễn phí. Trời ơi thấy chưa? Chút gì cái gì cái giá miễn phí liền. Dạ, dạ. Đó, bởi chị mới nói là em đưa số điện thoại cho anh. Đưa Linh cho đó. Anh hay đi quay đây đó xong mệt ghé vô nhà nghỉ mình ngủ chút nữa. Cho tôi ngó bên đằng trai. Ngó đi ngó đi. Cho chị. Nãy giờ dạ. Khi mà bạn đó tâm sự thì em thấy là em chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của bạn? Nói chung là nhậu thì em không biết, còn như là vô tâm thì không có vô tâm. Hôm nay em đi với ai vậy? Dạ em đi với má nuôi và bạn thân của em. À chào má nuôi, má nuôi có ý kiến đi. Tôi là má của Hiệp, làm má nó được mười mấy năm rồi.
thì nó rất là lo làm ăn. Con đừng lo, thằng Hiệp nó giỏi lắm. Bây giờ nó có cơ ngơi ở thành phố rồi. Rồi nó làm quảng cáo này kia. Nhà cửa thì có ở dưới quê á. Nhà cửa khang trang ở dưới quê. Là rồi, cũng cảm được ơn rồi, thuê nhiều. Cái nhà làm nhà nghỉ đúng không? Dạ. Vậy cũng tốt rồi đó. Quan trọng là nỗ lực của mình thôi. Rồi. Dạ. Em đi với cô ruột của em. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Em chào bên nhà trai, chào cháu trai. Cô thấy chàng trai bên đây thì cũng thư sinh giống như yêu cầu của con đó. Thế thì cô cũng mong rằng hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ, xin anh. Rồi, cảm ơn nhà gái. Cảm ơn nhà gái. Thôi giờ Hồng Vân. Ơi. Hồng Vân ơi. Ơi. Giờ bà mối Hồng Vân mở rào đi nha. Trời ơi, Linh thiệt là mềm mại đó. Mở rào. Thôi. Bắt đầu đi Cẩm Hiệp. Dạ, chào anh. Anh tặng em một bó hoa và một danh nước hoa. Dạ rồi, cảm ơn anh. Đâu bây giờ em mở từ từ quà ra. Là em tặng cái gì Hiệp? Chai nước hoa mùi gì ra làm sao để cho coi có đúng gu của bạn gái không? Dạ em dễ tính lắm chị, nó thơm là được không? Vậy á. Dạ anh tặng cho anh nước hoa Gucci vậy chị. À Gucci dạ, rồi đúng rồi ha. Dạ. Rồi, dạ em cũng rồi bây giờ tới đưa cho Hiệp, Hiệp mở quà ra. À, đây là cái lò Hammet em tự làm ha. Nó liên quan tới nghề nghiệp của em luôn. Okay. Với tặng anh cuốn sách, em không thích đọc sách nhưng mà em muốn người bạn đi cùng em á là thích đọc sách để đọc nghe bạn. Dạ anh cảm ơn. Anh có thể mở ra. Hình trái tim. Hình trái tim giống như là muốn thật sự là tìm một người để em giao trái tim lại cho người đó. Mà không. Trái tim đó là trái tim trinh trắng đó đúng không? Dạ. Yeah. Là tại vì em muốn giao một trái tim trinh trắng cho bạn đúng đó rồi. Để tô lên màu đỏ. Đừng đó, tô màu đen là được. Trái tim em làm rồi hả? Dạ tự em làm. Làm lâu chưa? Dạ em khi mà chương trình thông báo thì em đã bắt đầu làm. Làm rất là đau tay nhưng mà cố gắng làm để cho đẹp. Tại vì em cũng không có giỏi gì thẩm mỹ lắm nhưng mà em cố tình và cố ý để làm thật là đẹp. Đó là sự chỉnh dạ. chu trước khi gặp cuộc gặp này đó. Dạ. Chúng ta phải cảm ơn cái điều đó ha. Nhưng mà Linh để ý cái trái tim là toàn bằng dây ống nhựa đó. Ống nước biển á. Ống nước biển đúng không? Dạ ống nước biển. Mấy chục năm mình mới gặp nhau đó. Anh nhìn cho em chứ đó. Mình cảm dạ. nhận về nhau đi. Anh có hay về Tiền Giang không? Tại quê em ở Tiền Giang á. Quyện nào? Em thì ở thị xã Cai Lậy nhưng mà hiện thì đang làm việc ở khu công nghiệp Tân Hương của huyện Châu Thành. Trước khi về Bạc Liêu thì đi qua Cai Lậy đấy em. Đúng rồi. Bạc Liêu thì xuống dưới là chắc không bị thiếu canxi đâu ha. Tại vì ăn hải sản không à. Em thì cũng thích ăn hải sản lắm nhưng mà không biết có dịp nào để về dưới để ăn hay không thôi. Thì sau chương trình này thì anh và em đều bấm nút với nhau thì anh sẽ cho em một cái thời gian nhất định là mình sẽ về quê anh chơi. Nếu mà anh với em quen nhau á thì khoảng một tuần anh có thể sắp xếp gặp em được bao nhiêu lần? Nếu em ở Tiền Giang thì một tuần có thể anh gặp em được 2 lần. Ví dụ như em không có lên Sài Gòn được á thì anh chạy về dưới anh có thấy ngại không? Không, nếu mà tại vì từ đây đi về Tiền Giang nó rất là gần, chỉ có 1 tiếng tiếng mấy à. Thì em nằm giáp ranh với thành phố Tân An luôn. Qua cây cầu là tới bên quá gần mà em. Dạ đúng rồi. Vậy đó là khoảng 45 phút là 45 phút. Dự định là khi nào mình lập gia đình tiếp không? Thì anh định là nếu mà quen được thì cuối năm. Cuối năm hả? Anh tuổi gì anh hả? Anh tuổi Thìn. Tuổi Thìn hả? Em tuổi Tỵ đúng không? Đúng rồi. Vậy là tụi mình là gồng gắn lên mây đó em. Hay. À. Vậy em xin hát bạn gái bản Hai Lúa Cầu Hôn. Cho anh xin được nắm tay em ạ. Bằng lòng đi em. Bằng lòng đi em, anh và em cùng thưa tia má. Bằng lòng đi em, bằng lòng đi em, anh sẽ là chàng gái chung tình. Nói mai em không yêu hay là em chết anh hai lúa. Nói mai em không yêu hay là em chết anh quá khờ. Thôi được. Ông vô cũng rất là sốc mà ông kết cũng rất là ngang ngược luôn á. Trời bài nào gì lạ vậy trời. Ừ. Dạ em xin làm tặng bài thơ này là tụi em sáng tác rồi. Có gì không hay thì anh bỏ qua ha. Chương trình bạn muốn hẹn hò, chung tay góp sức bao người nên duyên. Từ Nam ra Bắc vào Trung, cho dù trong nước hay là nơi xa. Một khi đến với chương trình, lúc đi chỉ một khi về là hai. Hôm nay em đến ghép đôi, tìm cho cha mẹ một chàng rể ngoan. Đã biết trời tạo duyên, còn đây để rung quá.
Rung quá, hồi hộp quá, dạ. Phải không? Cái anh đó, anh nhìn xoáy vào trong đôi mắt nhỏ, sao mà nhỏ không rung được. Trời ạ. Còn đây, nợ đôi ta tạo thành. Xin hết. Rồi. Đó, mong giờ... chàng rể hiền đó, rể hiền để ngoan. Bây giờ, đó. Chúng ta mỗi người có 30 giây để nói lên cái suy nghĩ của mình, tận đáy lòng của mình với người đối diện. Bắt đầu đi Hiệp. Anh cũng mong là anh và em sau chương trình này mình sẽ có một chuyến về quê em và về quê anh. Chúng ta cùng đi thôi. Em cũng muốn cho hai đứa một cơ hội, dạ, tìm hiểu. Nếu mà phải duyên phải nợ thì ao đành chịu. Phải duyên phải nợ mình kết chầu cha, kết chầu cha, chầu cao đúng không em? Dạ rồi. Rồi hết thời gian. Phải duyên rồi. Chồng vợ ha. Ngàn phải duyên năm chồng em vẫn chờ. Vợ là ta bấm liền đó vậy đó. Thôi chuẩn bị. Chúng ta quyết định bằng 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi. Bây giờ á, chắc chắn rằng gia đình của cô gái đang xem. Bà em hãy nói điều gì đi. Xin phép là gia đình cùng với mẹ nuôi của em, cùng với gia đình của em Bạc Liêu, cho tụi con chính thức hẹn hò với nhau. Và con hứa cái gì đó. Con xin phép cô là con cho con được quen em, là con sẽ hứa là sẽ quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn. Dạ con cảm ơn. Tụi con cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu phải duyên phải nợ thì tụi con sẽ đến tiếng xa hơn cô ha. Chưa làm thủ tục hôn nhau cơ nè. Nãy giờ là nó nôn cái vụ này lắm đó. Ông đừng có quên của nó thôi. Đừng làm đi. Đó, tự động đi, chủ động đi nè coi nè. Đâu mô này anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má. Ai lần hai. Anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má là sao? Chưa. Là phọt ra ngay một bài thơ rất là đáng yêu. Chưa bao giờ hôn má ai. Em ơi, anh ăn cơm với cá chưa bao giờ hôn má ai. Dễ thương lắm. Bây giờ hôn má em. Dạ, dạ anh. Một cô gái rất là thông minh nha. Dạ. Anh nghĩ rằng đây là một cô gái có thể hỗ trợ và chia sẻ với em tất cả mọi lúc mọi nơi ha. Hãy nuôi dưỡng tình yêu này lớn lên em nha. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc và đây, chúc hai bạn sẽ sớm thông báo tin vui chúng tôi nhé. Dạ, dạ, em cảm ơn anh chị ạ. À. Hãy nắm tay nhau. Nắm tay nhau thật chặt. Giữ tay nhau thật lâu. Bước với nhau một. Cứ với em là anh đi mãi con đường. Dễ thương lắm. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò. Chúc cho họ sẽ sớm ở chung một nhà. Tự nhiên tôi thấy làm như tôi với ông bây giờ lên tay quá đi. Lên đúng lắm không? Đúng không? Dường như tất cả các cặp đôi họ cảm thấy họ tin tưởng vô cái sự mai mối của mình hay sao á. Mình may mắn đó mình. Bởi vậy không phải cái trách nhiệm nó lớn quá, xúc hết mồ hôi luôn nè Linh. Thật sự luôn á. Rồi, cứ mỗi tháng trôi qua chúng tôi rất là vui khi nhận được một thiệp cưới nào đó. Và hy vọng ngày hôm nay chúng tôi vẫn đang chờ những cái thiệp cưới tới ha. Nào giờ thì em thật sự là em chưa bao giờ nên em cũng không biết là sao gần như thế nào. Em giống như bạn, chưa có mối tình nào. Có nghĩa là bây giờ bạn cũng là trinh nguyên luôn. Đúng rồi. Bạn bên đây cũng nguyên trinh luôn. Đúng rồi. Thì em thì không có giữ được tiền à. Giờ phải kiếm một bạn nữ về giữ tiền. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta sẽ gặp ngay sau đây cặp đôi thứ nhì để xem họ có bấm hay không. Xin mời. Mời gia đình nhà gái.
Mời nhà trai. Quê hương tôi chính con sông Cù Long, dân quê tôi sống quanh năm bên ruộng đồng. Từ nghìn xưa cây lúa nuôi dân ta lớn. Trời ơi, trời ơi, cá tính không? Dễ sợ chưa. Rồi chào hai bạn. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ vâng, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân và em chào tất cả mọi người. Em chào luôn anh Nam kế bên. Em tên là Phạm Thị Kim Chi, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại quê em là Tây Ninh. Em đang làm quản lý chất lượng tại công ty QE Việt Nam. Rồi. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân, chào em, quý vị khán giả và chào bạn gái bên kia. Em tên Quỳnh Tài Phúc, 27 tuổi. Em đang làm nhân viên an ninh ngân hàng, quê ở Tiền Giang. Em làm việc ở đâu? Dạ em làm việc ở Tiền Giang luôn chị. Tiền Giang là huyện nào? Dạ ở thị xã Cai Lậy. Thị xã Cai Lậy cũng cách trở xa chút xíu nha. Em có ngại yêu xa không? Dạ với em thì em cũng không ngại yêu xa, tại vì nào giờ thì em thật sự là em chưa yêu ai bao giờ nên em cũng không biết là xa gần như thế nào. Chưa có mối tình nào luôn hả em gái? Dạ đúng rồi, em chưa có mối tình nào hết. Trời ơi, em có điểm mạnh điểm yếu thế nào? Dạ thôi thì em nói về điểm yếu trước đi. Em thì em cũng không có ngăn nắp lắm. Em cũng hay quên nữa. Em thì em chỉ làm duy nhất một việc thôi, chứ em không thể làm nhiều lúc. Cùng một lúc nhiều việc được đúng không? Cũng giống như việc quan tâm một ai đó thì em chỉ quan tâm được một người thôi. Thôi còn điểm mạnh của em? Điểm mạnh của em thì em cũng rất hòa đồng. Em hay chọc cười mọi người. Với lại là em cũng biết nấu nướng, nấu ăn. Chị cảm giác là em tương đối chững chạc so với lứa tuổi đó. Em thì mọi người có cái cách nhìn nhận nó khác, nó ngược lại. Có nghĩa là em hơi trẻ con xíu. Chắc là do em hồi hộp quá, em chưa bộc lộ con người của em thật. Con người rồi, thật của em. Bây giờ thì mình sẽ lắng nghe cái điểm mạnh điểm yếu của chàng trai nè. Dạ điểm mạnh của em là thích giúp đỡ người khác, vui vẻ, hòa đồng, nhanh nhẹn. Dạ có chí hướng làm ăn mà giờ nói chung thì em thì không có giữ được tiền. Giờ phải kiếm một bạn nữ về giữ tiền. Trời ơi khỏe có bằng kia rồi đó rồi ha. Rồi điểm yếu là gì? Dạ điểm yếu của em á là tính hay quên. Có nhậu. Nhậu nhiều không? Dạ nhậu khoảng 6-7 lon. 6-7 lon thì tính ra nó cũng hơi nhiều quá. Anh nhậu có thường xuyên không anh? Cũng đôi khi có bạn mới nhậu thôi. Trong một tuần anh có bạn mấy buổi anh ơi? Dạ, đôi khi 2 tuần mới có ngày. Tao lo làm ăn mà 2-3 tuần mới có ngày không sao đâu. Mà 6-7 lon nó chuyện nhỏ mà. Chừng nào mà uống chừng hơn chục thì mới là dữ ha. Ủa nhà em có trồng trái mít này hả? Dạ nhà em khoảng 2 công. 2 công hả? Trồng mít không hả? Bao nhiêu gốc cưng? Dạ 2 công khoảng 400 gốc. Ngồi bên đó tôi nghe mùi mít luôn á. Mùi lắm. Mít của em chắc là mít giống như mít Thái hả? Dạ mít Thái. Mít anh gì? Linh thích ăn mít lắm. Ngon, mít ngon lắm. Mấy người ăn mít là cái thân nó cũng giống như mít luôn vậy đó. Nãy bên kia anh nghe là chưa có mối tình nào hết trơn á. Dạ. Ha, còn gọi là trinh trắng luôn á. Thân em vừa trắng lại vừa trời. Đấy. Còn em trai em có mấy mối tình rồi? Dạ em giống như bạn thì chưa có mối tình nào mà có mối tình đơn phương. Thời em học trung cấp. Có nghĩa là bây giờ bạn cũng là trinh nguyên luôn. Đúng rồi. Bạn bên đây cũng nguyên trinh luôn. Đúng rồi. Đó. Em nè, em dạ. Có cái mẫu hình bạn gái như thế nào không? Mẫu hình của bạn gái của em, người phụ nữ của gia đình, biết quan tâm, lo lắng và chia sẻ. Còn về ngoại hình thì sao? Dạ ngoại hình thì tròn tròn xíu. Em thích tròn tròn. Dạ. Rồi sao nữa? Dạ cao từ 1m55 trở lên. Rồi có tròn, có 1m55 đổ lên. Có mắt kiến thì tốt, tại vì em cũng đeo mắt kiến. Hình như là em cầu được ước thấy đó. Thì chị hỏi cảm xúc của bạn này. Em ơi. Dạ. Bạn nó cũng chưa yêu bao giờ luôn á. Em cảm giác em sao? Mặc dù là em chưa có bạn trai nhưng mà em thấy là em cảm nhận là em thấy hình như là tính em nó hơi bạo á. Tại bình thường thì em thích gọi con trai là bé. Em xưng chị gọi bé. Cái đó là đối với những bạn nhỏ hơn thôi. Còn lớn hơn thì em chưa có thử điều đó đâu. Nhỏ hơn kêu bằng bé, còn lớn hơn em kêu bé bự. Ví dụ bên đây kêu bé bự được nè. Để qua tôi coi bé bên kia như thế nào đây. À, chào bé. Dạ vâng.
kia bé bự cũng được. Bên đây cũng tròn tròn dễ thương lắm. Ủa bên kia cũng bé bự hả anh? Cũng bé bự luôn. Tại em thì thuộc kiểu dạng là em cũng dư rồi, dư mỡ rồi. Nên em cũng không có thích bạn trai mình mập lắm. Trời ơi, không mập lắm, vừa vừa thôi, thấy không? Ừ. Chắc, chắc như hột mít vậy đó. Chắc hả anh? Ừ, chắc lắm ha. Dạ. Còn em tưởng tượng một cái người yêu lý tưởng thế nào? Em thì em nghĩ là người yêu của em cũng khoảng tầm 1m7 trở lên. Ừ. Nếu mà tốt nhất á thì to bự khỏe khoắn thôi, nhưng mà em không có thích mập. Này không mập lắm đâu, này cũng cỡ anh thôi. Cỡ anh là đẹp rồi. Phải không? Thôi, dạ, đúng rồi, em cũng thấy anh đẹp lắm á. Hay quá vậy ta, cũng đẹp lắm. Em cũng thường đi tán trai lắm á, nhưng mà chỉ tán thôi à. Được, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao nha. Dạ, gái đi với ai? Hồi sáng thì em với má em cũng đã chuẩn bị hết rồi. Ừ. Nhưng mà có gì đột xuất nên má em không có đi được. Về thông dạ. báo với má sao ha. Dạ, nhưng mà trước khi là má cho đi lên đây thì má có nói phải dẫn về má mới cho về. Chẳng má, những dẫn về mà còn dắt thêm trái mít về nữa. Má ra chỉ thị rõ ràng vậy đó. Ừ. Hôm nay anh có dắt không mít luôn hả anh? Có mít. Em trai đi với ai? Dạ em đi với bác em. Chào Quyền Linh và Hồng Vân. Nói chung là Phúc nó hiền lắm. Nếu hai đứa mà thấy hợp ý nhau thì mẹ nó thì cũng trông có dâu dữ lắm. Hai đứa cố gắng đi đặng mà tới với nhau. Đàn gái thì cũng tương đối. Hai đứa thì nó giỏi ý đi rồi là mình mới biết được. Chứ giờ mình chưa có biết được. Giỏi ý hai đứa đi ha. Rồi cảm ơn bác. Bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt. Chuẩn bị tinh thần. Tấn công tới tấp. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh, em cũng rất thích hoa. Mít rồi dè qua đây thôi khỏi trao đó, dè qua đó. Em tặng anh đặc sản của em Tây Ninh, bánh tráng với mú tôm. Thì em mong rằng anh có thưởng thức nó thì cũng nhớ tới Tây Ninh, cũng sẵn tiện nhớ tới em nha. Rồi cảm ơn em. Cái quà này là cái quà quê hương của anh thì em dùng nó có ngon thì. Nói anh ship lên cho em nữa. Anh ship lên cho em nữa hả? Anh ship trái thôi hả? Anh có ship gì đúng không? Ship luôn người thôi người. Dạ, vậy được á anh. Em sao em lại tặng bông hướng dương? Em thích hướng dương với em tặng 11 bông hướng dương này là cũng ý nghĩa là một đời, một kiếp mãi yêu em. Dạ 11 đó qua nó có ý nghĩa quan trọng như. Hai bạn ngồi giao lưu tâm sự đi. Khi gặp em thì anh có nghĩ cái mẫu bạn gái nó có trùng với suy nghĩ của anh không? Có 90% luôn á, tôi làm chứng luôn á. Những cái gì mà Phúc muốn á là bạn bên đây có hết luôn á. em thấy anh sao? Em thấy anh mặt anh cũng tròn chỉnh. Nói chung hình như em thấy cái mặt anh cũng giống, gần giống cái mặt em á. Nó cũng đều tròn giống cái mặt em á. Thật sự thì hình như là chỉ hơi mập cái mặt thôi. Cái còn những cái khác thì nó cũng vừa dặn rồi. Tại nãy anh nghe em nói là không thích người hơi mập, anh cũng sợ, anh lo. Mới nãy nghe anh nói anh mập như cái mít này, em cũng lo. Anh Linh á. Ai nói mập đâu, nó bé bự thôi mà. Ông nói cũng tròn tròn như trái mít đó, làm nhỏ lo nè. Trái mít có chút xíu mà. Trái mít là giờ nó lăn không chứ nó không có đi. Trời, bây giờ quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào? Nếu mà mình quen nhau hợp bao nhiêu lâu em tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là quen khoảng tầm 1-2 năm rồi tiến tới hôn nhân. Nói chung nhà thì có ngoại á, cũng lớn tuổi rồi, ngoại thì cháu cố ngoại thì chưa có ai á, giờ có mình anh lớn à. Ngoại cứ gặp là ngoại cứ hỏi chừng nào đám cưới con. Anh cũng giống em á, nói chung là bên ngoại thì em cũng lớn nhất. Cũng nhà cũng hói có nhanh có bạn trai rồi để tiến tới hôn nhân á. Em có làm dâu được không? Em chỉ sợ là ba má chồng không chịu dâu thôi, chứ em thì em làm dâu được rồi. Ba má anh thì dễ lắm. Ba má dễ lắm. Em đừng có lo chuyện đó. Dạ. Vậy em sẽ hát một bài cho anh nghe nha. Rồi. Bài có tựa đề là Yêu. Yêu là vòng tay, là cùng nhau trong tay đi giữa con đường, là cùng trao cho nhau ngập môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời,
Những phút giây thật tuyệt vời là ngày anh bên em không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên. Anh có muốn tặng em cái gì nữa không? Anh rung quá. Tóm lại nãy giờ em giao lưu xong em nắm tay cô ấy, em cảm giác nó có truyền một cái ngọn lửa tình yêu vô đến với mình không? Dạ có, tim em đập quá. Em có thích người con gái đối diện không? Dạ có. Em có mong muốn người con gái ấy về Tiền Giang không? Dạ rất muốn. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Còn chuyện cô gái bấm hay không, chúng ta chờ câu trả lời nha. Dạ. Vâng, không biết là Phúc làm sao chứ thấy gì là nôn nao dữ lắm rồi đó. Chúng ta để tay vào nút bấm và đưa ra quyết định. Đây, nút bấm đây. Sau 3 tiếng đếm, bấm nút là hẹn hò, bấm nút là cho nhau cơ hội để chúng ta tiến xa hơn trên con đường hạnh phúc. Chuẩn bị. 1 2 3 Wow. Rồi, nắm tay đi, chính thức hẹn hò rồi đó. Bây giờ mình xin phép bác ha, xin phép gia đình hai bên cho tụi con bắt đầu hẹn hò và tìm hiểu nhau, và con hứa sẽ như thế nào đó. Nói đi Phúc. Dạ con cũng xin phép gia đình bên bạn gái cho con được quen, chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho bạn. Rồi nói với bác kìa, nói một vài câu với bác đi. Dạ thì hiện tại thì con cũng ưng ý khoảng 80% thôi, nhưng mà con nghĩ là trong tương lai chắc nó sẽ lên tới 100 á. Dạ. Dạ vâng. Rồi. Nào làm thủ tục nào bạn ơi, bạn Phúc ơi. Cho anh xin phép không em? Trời ơi. Mạnh mẽ lắm, dán tóc rồi á mới hung. Chứ còn không có, có nhiều người rối á, cái hung qua tóc luôn rồi đâu có phải là hung đâu. Đúng rồi, hung qua tóc nó nhọt, nó mũi dữ lắm. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát, nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Sản phẩm viên uống mắc he ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Dạ vâng. Rồi, chúc em hạnh phúc. Thưa quý vị, những câu chuyện tình, những cái sự kết nối quá dễ thương và quá đáng yêu luôn. Mong rằng họ sẽ sớm báo tin vui chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15h20 Chủ nhật và 22h45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cảm ơn nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tại vì em nói thật, em tâm sự luôn. Tại vì em ở trong môi trường quân sự á, mấy em nó nằm nó phơi ra hết rồi. Có cái gì đẹp đẽ thì xấu là em biết hết trơn, không có cảm xúc. Một hồi anh sẽ bắt mạnh phơi ra luôn, thử coi có cảm xúc không. Nếu có nghĩa là em thấy trẻ con em thương, mà em thấy nó khóc là em cảm thấy em xúc động vậy thôi chứ không. Còn điểm mạnh của em thì đủ thứ hết. Tại em là bộ đội mà, nên em vững vàng. Mình vẫn là dân buôn bán, vẫn là nghề thợ bạc. Nhưng mà mình chuyện gia đình là mình có thể làm hết, đảm nhận hết. Thợ bạc á hả? Dạ. Quý vị đón xem vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.